quá đốt sống lưng số 5 và số 1. Rồi sơ bữa là mạch cảnh hai bên. Rồi ôi trời. Cái này nữa mới đầu cò súng thì tắt tiếp nó hết cò súng nó trở thành mấy cái gu vậy. Đúng rồi. Rồi giãn cái mặt. Giãn cái mặt 5 ngày sau nữa trong đây. Đúng rồi. Thì hôm nay có thực hiện nghiêm túc cái bài nhịn ăn hấp không khí không? Dạ có, thực hiện một tháng thầy. À vậy hả? Dạ. Trước đó thì bác sĩ cho uống thuốc. Thì thấy uống thuốc trong vòng 3 đến tháng. Mà uống thuốc thì nó không có hết, nhưng mà nó càng ngày nó mập ra. Thì sau đó... Thầy bạn? Dạ. Cái vị bạn nhất là của thuốc men là gì? Dạ. Rồi sau đó thấy phương pháp của thầy đó. Ở trên mạng á, cái gì về tập truyền đại khẩu là nhịn đói, bỏ đói cơ thể. 8 giờ tới 12 giờ. 8 giờ tới 12 giờ, rồi hớp không khí. Rồi chờ chồng gan. Rồi chưa có uống đủ ớt thôi. Giỏi quá. Dạ. Một tháng rồi thì mình giảm 2 kg. Được, tốt quá. Rồi cái cổ nó cũng bớt. Rồi cái chân thì nó cũng bớt, nhưng mà hiện tại là nó còn lạnh nhiều đó. Chắc có lẽ cái sâu này chưa có làm được. Cái sâu nó phải có thời gian. Dạ. Tại vì tuổi mình lớn cộng với sơ vữa động mạch thì nó làm vậy á. Nhưng mà nếu mà để cho muốn cho nó nhanh chút quá thì mình chườm cái gan với cái lòng bàn chân vùng thuốc. Rồi cái nữa là mà điều tôi khuyên chị đó, thì nếu mà muốn cho cái hiệu quả của cái phương pháp này chị mất ít nhất là một năm. Một năm thì bắt đầu nó mới lung lay được. Còn nếu mà cái sơ vữa động mạch á muốn giải quyết mà là phải triệt để á, tức là chị nha, chị đang nhớ nha, từ 8 giờ tối tới 12 giờ trưa nha. Chị mà chị làm như vậy á thì trong vòng 3 năm thì nó ổn hết. 3 năm là ổn hết rồi. Nhưng mà đừng có dừng. Tôi nói trước để cho dự báo chị biết là sau 1 năm là chị hoàn toàn đổi hết rồi. Sau 3 năm là bắt đầu là tốt hết rồi. Nhưng mà đừng có ngưng. Vẫn cứ nhịn ăn, vẫn tốt không biết. Tại vì khi mình nhịn ăn ấy, cái cách đó là nó quen. Nó không có làm cho mình là như cái mạng đồ xã hội ăn nói lung tung đâu. Cái điều quan trọng nhất là ở tuổi của chị rồi, khi mà chị ngưng vậy thì chị sẽ đỡ biết bao nhiêu cái vấn đề thuốc men. Đợi chút xíu nha, tại tôi không chịu. Alo nghe. À có anh nhận đúng rồi. Rồi. Quay lại. Đây. Nói tiếp. Tức là chị này á, là bị sơ vữa động mạch là cái chính. Thì lâu quá rồi, cholesterol trong máu rồi, gan nhiễm mỡ rồi, đủ thứ rồi, tuổi rồi nọ rồi, rồi là suy giảm tĩnh mạch chân mà nông rồi sâu rồi đủ thứ hết đó. Nói chung là cái giai đoạn lão hóa bắt đầu đi từ từ rồi. Bây giờ chị đi bộ qua lại được rồi. Chị làm nghề gì á? Làm dược. Làm dược, ok. Uống thuốc riết thì chết rồi bạn. Đi qua đi lại. Có người để ý chị này không? Chị ngồi đây, chị bao nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. Chị đi mà chị cuối cuối sống không à? Thấy không? Gần đất xa trời. Đấy. Bị thêm cước cước lên vậy nè. Hồi xưa đó. Đi cứ cuối cuối sống là gần đất xa trời. Người nào mà sắp sửa rồi cứ đi cứ dòm xuống dưới đất. Thành ra là mà dòm dưới đất là sao vậy? Nó tổn thương cuộc sống khỏi cuộc sống lưng. Thì nó sẽ làm cái đó. Giống như cái lưng vậy nè, chị đứng lên cho mọi người xem vậy nè. Thì thực ra cái lưng vậy đó, mọi người thấy hơi cong. Nó gồ bên này nè, thấy nè. Thấy chưa? Nó gồ bên này. Cái này lốp vô ha, nha đây gồ nè. À, đúng không? Rồi, ok. Chị làm bên bào chế hay là chị làm bên kinh doanh thôi? Bên kinh doanh thôi, vậy lâu lâu mới uống viên thuốc chứ không có lũng hoài. Vì cái thuốc bây giờ sau này nó làm nhiều quá. Rồi ta nói cái này vitamin tổng hợp, rồi vitamin C, vitamin này nọ. Thực ra là tất cả những cái đó đều là quá chất mà ra hết. Tôi nói về để cho mọi người cảnh báo cái vấn đề nó thuốc không tốt được. Ví dụ như trong trường hợp ta nói thuốc thực vật á, là tốt, nhưng mà thực ra thực vật làm sao để làm đủ. Ví dụ như bây giờ phát hiện ra aspirin nó từ acid salicylic, mà acid salicylic từ cái cây liễu mà ra. Thì lấy cái liễu ra, ta mới thấy thành phần hóa học của cái liễu, ta mới kết cấu làm lại viên aspirin. Thành ra mà ghi ra aspirin thì nó không còn là thực vật nữa, mà nó là hóa chất nè. Mà hóa chất là không có lợi cho cơ thể vì nó không có ảnh tới được. Thành ra làm những cái phản ứng phụ. Cho vậy là cố gắng
thực hiện phương pháp này cho thiệt tốt. Nhớ là tôi nói nhịn ăn, hút không khí, chườm đá, rồi uống nước ớt, ok đủ rồi. Ăn và kéo dài. Ở đây học đó là để mình nắm giữ cái phương pháp đi, mình về mình thực hiện. Chứ không phải để mà mình đến đây đi được chưa mình. Chứ mình không có thú gì. Chứ mình này là chỉ là đi vớt là vớt qua thôi. Cái chính của mình vẫn là cái mà mình phải tự mà đi chữa bệnh. Ok, anh gì đâu mất rồi, anh gì mà để đến để mà về làm cho vợ rồi. Anh mới đi về, Đấy. Dạ, anh gọi. Vợ gọi anh. Dạ. Tôi biết sao vậy. Rồi, bây giờ là cái khó chịu nhất chị hiện nay là gì, chị nói như vậy. Đau cái lưng dài này. Rồi, cái này thì lâu dài, nó không được. Bây giờ cái lưng, quan trọng cái lưng. Rồi, ok. Rồi, đứng dậy. Mà mỗi lưng không được, không có cho mỗi lưng. Rồi, quay về đó, rồi. Xoay cái chân tay lên ra sau. Đó, vậy đó, rồi. Hai cái dắt lại đi, dính lại nhau. Đó, rồi, không được, rồi bỏ tay ra. Làm tay kia. Rồi, tay này khá hơn ha. Ok, rồi, cô này làm cho cô này thứ của anh. Rồi nè. Rồi nghiêng người ra đó, rồi. Đó, được. Phải làm mấy nghe biến thuật mới được. Mỗi lần làm rồi gãy tay, gãy chân nữa. Rồi, tốt quá. Rồi. Đó là mạch máu gì này đàng hoàng đi. Chỉ bị nhức cái chỗ đấy lắm. Nhất là cái quan trọng của chị này nè, là mọi người biết đó, là chị bị sơ rửa hai cái động mạch chẳng. Mà chị này dưới trong mình đi nó chỉ biết rồi. Mà thường là muốn biết mình sơ rửa động mạch chẳng không á, thì mình đi vô trong bệnh viện á, mình làm cái siêu âm mạch máu. Mà siêu âm động mạch chẳng nó sẽ đo cái động mạch chẳng với, nó coi động mạch chẳng với động cổ như vậy. Thì cái sơ rửa là máu nó lên não được. Máu lên não được thì thiếu máu não thì thiếu oxy lên não, rồi làm đủ thứ chuyện, rồi hay quên, rồi đủ thứ. Nha. Cái gì quên, nhưng mà chỉ có tiền không quên. Để đâu nhớ đi. Quên tiền luôn. Quên tiền khác cho tiền quên. Em quên tiền luôn. Anh vậy hả? Ở vậy mốt có tiền đưa thầy giữ cho. Người đã quên tiền cứ đưa thầy giữ cho. À được rồi. Gửi thầy nó quên luôn nữa. Ăn tiền nó vô đó. Rồi, làm chưa gì? Rồi, em lót lên. Rồi, cố cầm khăn. Làm sức sẵn lên. Rồi, lên ngồi đây. Nhất kết mong. Cảm ơn chị. Rồi xuôi hai tay sang lòng người. Rồi người thẳng cài nắm chân không rồi được nắm hai cái chưa đủ nữa bằng nữa hấp cái này á nghe nha, đó là chị kéo cái đó là chị kéo cả người luôn. Chị khi mà nắm á đây dính qua đây đi chị làm chưa được nè. Cái này á phải nắm dơ lên vậy ha, à, dứt nè, thấy chưa? Thì nó mà có kéo á, là chính là kéo cổ chứ mới kéo xe cái nhà này, ok, ok, rồi, nè, rồi, xong rồi, cái đồ này, cái này chị chưa bẻ cái lưng được nữa, em bẻ dùm cái lưng như vậy này, rồi chị nằm nghiêng qua đây, đó. Rồi xách qua đây, ra qua đây chút xíu. Đó, cái chân phải thò xuống dưới được. Trời. Đó. Đúng rồi. Đây. Đó. Rồi, thả lỏng người ra nha. Rồi. Đó, được rồi. Rồi, xong đi hết rồi. Ồ, tốt quá. Cái tuổi mình lớn á, cái gân á, là nó lần lần nó co lại. Thật ra là thỉnh thoảng mà mình được bẻ cái lưng, mình kéo cái cột sống ra, thì nó làm cho cái khả năng phục hồi, co giãn nó tốt hơn. Nha. Cứ lần kéo về 10 năm tuổi,
cho nên phải đưa tiền cho nhiều chút nữa. Cái tay bên đây yếu phải không? Dạ. Tay em yếu bên đây phải không? Bên này hơi yếu một chút xíu mà có keo ở đây. Dạ. Có nhiều người đây. Rồi, được rồi, nằm thẳng đây. Rồi, thẳng ra đó, rồi. Bắt tay, bắt chân. Rồi, ra. Rồi, được rồi. Lấy cái tay thì qua đây đi tất. Rồi. Để xuống mềm cho căng ra rồi úp. À. Không phải tùy vậy. Đây là thẳng ra nè, tính nè. Bực. Bực. Chứ không phải là chứ không phải cứ giơ tay chứ không phải là đẩy xuống vậy. Ok. Rồi qua đây. Qua đây làm gì nữa? Trời ơi. Mà tính kêu cái bà này chết thiệt hả? Rồi thẳng ra đi, thẳng ra đi. Nè. Nè. Cái bà này để đây. Bật kia nè, bật kia nè, ok. Rồi nằm thẳng ra, tôi thẳng ra đó. Từ từ. Không. Giờ nhìn như mẹ đi. Không cần. Rồi, thì ngồi dậy đi. Rồi, đáp lớp. Quên lên. Xin mời chị chứ. Đó, ok. Khoanh dừng lại. Đó, rồi. Em làm cái lưng dừng lại. Dừng lại. Dạ. Rồi. Được. Úp. Rồi, chờ đợi kia. Rồi, chờ quá. Rồi, đi xuống đi. Rồi, bây giờ chị đi lại coi sao. Cái nhẹ liền ha. Chú quan trọng là giờ đi nhìn thẳng cái đỉnh cuối nữa. Dạ, nhẹ lắm rồi. Nhẹ lắm. Nhẹ dữ lắm ha. Nhưng mà điều quan trọng là mọi người sẽ nhìn thì nha. Sau khi mình làm cái cầu sống lưng đó, mọi thấy nè, xung đột lại. Hồi nãy nó gồ cái lưng đây nè. À, bây giờ làm cái lưng, chị thấy cái lưng chị thẳng ra ha. Thấy chưa? Ok. Rồi giống như bằng ủi vậy. Rồi, quay ha. Rồi bây giờ vòng tay lại đi. Ngon lành rồi đó. Hết kia. Ok. Được chút nè. Này ngon rồi. Rồi, ok. Bây giờ xuống dậy cho mọi người thấy cơ ngon coi. Rồi xuống dậy. Rồi đứng dậy. Nhẹ nhàng hơn đúng không? Dạ, nhẹ nhàng. Rồi, ok. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn phải thực hiện những cái bài mình đã nói. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.